Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai ngày 2 tháng 11, chương trình sẽ có những thông tin chính sau đây. Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão lũ, ổn định đời sống nhân dân. Đảm bảo an toàn và cuộc sống cho người dân sau sự cố cây cổ thụ bật gốc ở quận 6. Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ nỗ lực vận động đến phút chót. Bé gái Thổ Nhĩ Kỳ sống sót thần kỳ sau 58 giờ bị chôn vùi. Thưa quý vị, Sư đoàn Không quân 372 đã lên kế hoạch cho máy bay Mi-171 thuộc Trung đoàn 930 thực hiện 4 chuyến bay trong ngày hôm nay để chở hàng hóa, lương thực, thực phẩm, thuốc men thiết yếu cho đồng bào hai xã Phước Lộc và Phước Thành, huyện Phước Sơn, đảm bảo cho bà con đủ dùng trong ít nhất 30 ngày tới. Lực lượng ứng cứu cho hai xã Phước Lộc và Phước Thành còn huy động lực lượng để tiếp tục gửi hàng thiết yếu từ xã Phước Công băng rừng vào xã Phước Lộc. Trước đó vào hôm qua, Trung đoàn Không quân 930 đã thực hiện thành công hai chuyến hàng gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân Phước Lộc sau nhiều ngày cạn kiệt lương thực, thực phẩm. Song song đó, công tác tìm kiếm những người mất tích tại huyện Phước Sơn cũng được tiến hành khẩn trương. Trong hôm nay, lực lượng đã tìm thêm được hai thi thể của người mất tích. Như vậy, trong tổng số 11 người bị vùi lấp ở Phước Sơn, đến nay lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 7 thi thể nạn nhân. Còn tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, hơn 30 phương tiện cano, ghe thuyền được huy động tìm kiếm trên mặt hồ thủy điện sông Tranh, đồng thời tăng cường các mũi tìm kiếm ven bãi bồi sông Leng. Liên quan các hoạt động tìm kiếm công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng Ba, tỉnh Thừa Thiên Huế, tranh thủ thời tiết nắng ráo trước khi cơn bão số 10 có thể tiến vào khu vực miền Trung, mọi phương tiện đang được huy động tối đa. Phạm vi khu vực tìm kiếm cũng dần được thu hẹp, tập trung tại những vị trí có khả năng cao tìm thấy các nạn nhân. Công tác tìm kiếm được thực hiện rất thận trọng. Khi có những dấu hiệu nghi ngờ, đội chó nghiệp vụ sẽ được huy động để cùng tham gia đào bới lớp đất đá. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thêm nạn nhân nào được tìm thấy. Trong số 17 người bị vùi lấp do sạt lở, mới tìm được 5 thi thể, còn 12 công nhân vẫn mất tích. Ghi nhận và động viên những ngư dân đã dũng cảm cứu hộ cứu nạn trong đợt lũ lịch sử vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định khen thưởng đột xuất cho 123 chủ thuyền đánh cá ở xã Ngư Thủy và Ngư Thủy Bắc. Trước đó, đêm 17 rạng sáng 18 tháng 10 tại huyện Lệ Thủy, lũ sông Kiến Giang lên nhanh khiến nhiều người dân không kịp sơ tán. Trước tình thế cấp bách, huyện Lệ Thủy đã huy động thuyền đánh cá của ngư dân hai xã vào cứu người. Ngay lập tức, gần 200 ngư dân tìm cách đưa thuyền vượt đồi cát đến vùng lũ, trong đêm đưa được hàng ngàn người dân đến nơi an toàn. Địa phương đã xuất cấp 30 tấn gạo cho người dân hai xã vùng biển, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ trước mắt cho bà con. Mưa lớn kéo dài kèm theo nước hồ kẻ gỗ xả đã làm sạt lở nghiêm trọng đường tại cầu Chợ Vực và trường trung học cơ sở Mỹ Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, chia cắt hoàn toàn 879 hộ dân. Lực lượng quân đội tỉnh đã nhanh chóng huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ ứng cứu kịp thời. Trong thời gian ngắn, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã phá bỏ, thu dọn được 30 mét bờ tường bị sập lún gây đổ, tập kết thả gần 100 khối rọ đá xuống điểm sạt lở. Trước mắt hạn chế không để sạt lở ăn sâu vào khu vực trường trung học cơ sở Mỹ Duệ. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã bố trí lực lượng về để giúp với địa phương sớm cái khắc phục cái tình trạng sạt lở. Tỉnh sẽ tiếp tục bố trí các cử lực lượng canh trực, bổ sung quân số, tập trung xử lý dứt điểm sạt lở đất trong thời gian sớm nhất. Tại tỉnh Nghệ An, huyện Thanh Chương là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 9 gây mưa lớn. Hiện nước đang rút dần, công tác khắc phục đang được các cơ quan đơn vị và người dân nỗ lực triển khai. Dọn được cái phong quả nhanh, mà chúng lo được lợn cho con ngô lọ đây là thức ăn cho lợn, các thứ đó mất hết. Thì nói chúng là ngoài đi hành ngập hết rồi thì chó, thì nói chúng là các thứ là cùng chấp nhận cho mất. Cầu Khe Liễu thuộc thôn Mỹ Sơn, xã Thanh Mỹ, nằm trên trục đường huyết mạch của địa phương, nối từ đường Hồ Chí Minh đi trung tâm xã, đã bị sập hoàn toàn, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân. Cũng rất may là lúc này không có phương tiện giao thông đi lại. Thì cũng rất mong rằng là các cấp các ngành cần quan tâm và có giải pháp hỗ trợ kinh phí để cho địa phương là xây dựng được một cái cầu. Vấn đề vệ sinh môi trường sau bão lũ cần được đặc biệt quan tâm nhằm sớm đưa đời sống của bà con trở lại ổn định. Trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã nhấn chìm, đánh sập và cuốn trôi nhiều nhà cửa của người dân Quảng Bình, đặc biệt tại khu vực huyện Lệ Thủy, nơi ngập sâu và lâu nhất. Gia đình bà Nguyễn Thị Hiên ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy thuộc diện nghèo, nay càng khó khăn chồng chất. Ngôi nhà cấp 4 của bà đã bị lũ đánh sập. Chừng mình được căn nhà ở nửa con cuộn thôi rồi thì chứ tôi không biết mà răng được.
cũng như bà Hiên, 62 hộ khác tại xã An Thủy cũng lâm vào cảnh khốn khó. Sắp tới từ cái nguồn hỗ trợ của tỉnh sẽ hỗ trợ một nhà như vậy là khoảng 40 triệu. Và từ cái nguồn của huyện thì sẽ tính để tiếp tục hỗ trợ cho các cái nhà bị sập và có cái hư hỏng hoàn toàn. Toàn tỉnh Quảng Bình có gần 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc sập hoàn toàn. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân dọn dẹp, kiểm tra độ an toàn của các căn nhà ngập sau lũ và có chính sách hỗ trợ cho các hộ khó khăn. Hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng đã có buổi làm việc tại trường Trung học phổ thông Bình Phú, quận 6 và đến khảo sát hiện trường cây cổ thụ bật gốc, thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng. Ông Võ Văn Hoàng đề nghị chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ, khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn và cuộc sống cho người dân nơi đây. Thưa quý vị, ngoài trường Trung học phổ thông Bình Phú thì tại phường 10 quận 6, cơn dông lốc ngày 31 tháng 10 cũng khiến cho một cây cổ thụ bị ngã rạp, khiến cho một dãy phòng trọ gồm 8 căn bị thiệt hại hoàn toàn và may mắn là không có thiệt hại về người. Kêu chồng con chạy ra ngoài, vừa chạy ra ngoài là cây nó đổ luôn. Chủ nhà có ấy cho em ở nhờ đỡ, rồi cắt nhà lại em đảo lên em ở. Ủy ban dân quận 6 cũng đã hỗ trợ một hộ 3 triệu. Nói chung là tình hình bố trí ở tạm thì cũng ổn. Sắp tới trong một ngày cũng đang rà soát lại toàn bộ cái cây xanh trên địa bàn phường. Theo dự báo, trong nhiều ngày tới, Nam Bộ thời tiết có chiều hướng xấu, mưa gia tăng tập trung vào chiều tối do ảnh hưởng từ bão Goni. Ngoài việc khắc phục của chính quyền và đơn vị chức năng, người dân cũng cần chủ động gia cố nhà cửa, tránh di chuyển trên đường khi mưa to, đặc biệt là qua các tuyến đường trũng thấp, đề phòng các sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Thông tin quốc tế. Nhiều nước công bố các biện pháp mới nhằm chống dịch COVID-19 phù hợp và hiệu quả hơn. Trình diễn nhạc Moza trong cái lạnh của những ngày cuối thu. Thưa quý vị, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất ngày 30 tháng 10 ở tỉnh Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới ít nhất 73 người. Và khi lực lượng cứu hộ đang mất dần hy vọng tìm thêm được người sống sót, thì việc một bé gái được tìm thấy thần kỳ sau 58 giờ bị chôn vùi đã tiếp thêm động lực lớn cho họ. Các nhân viên cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng vỗ tay khi bé gái 14 tuổi được đưa ra từ đống đổ nát của tòa chung cư Emra. Bé Sirin, 14 tuổi, nằm dưới đống đổ nát 58 giờ cùng với chị gái của mình, tuy nhiên chị của em vẫn chưa được tìm thấy. Trận động đất mạnh 7 độ Richter nằm ngoài khơi biển Aegean gây rung chuyển một số nơi tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp cũng đã khiến hơn 961 người khác bị thương và khiến nhiều tòa nhà đổ sập. Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận được trên 800 dư chấn, trong đó 40 dư chấn có độ lớn từ 4 độ Richter. Các nhân viên cứu hộ đang tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn lại bị chôn vùi. Dịch COVID-19 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát. Trong ngày hôm nay, thêm nhiều nước đã phải công bố các biện pháp kiểm soát mới nhằm chống dịch phù hợp và hiệu quả hơn. Thủ tướng Hàn Quốc đã công bố kế hoạch giãn cách xã hội mới dựa trên 5 mức độ, thay vì 3 mức như trước đây, có hiệu lực từ ngày 7 tháng 11. Chính phủ Hàn Quốc đã chia đất nước thành 7 khu vực dựa trên trung bình số ca mắc mới mỗi tuần. Những khu vực này sẽ được xếp thành hai nhóm, gồm ưu tiên hoặc bình thường, trong khi áp đặt các quy định phòng chống dịch. Các quy định cơ bản như đeo khẩu trang trước đây chỉ được áp dụng bắt buộc với nhóm nguy cơ cao, nay sẽ được áp dụng với tất cả các nhóm. Hôm nay đã là ngày thứ năm liên tiếp, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới trong ngày ở mức 3 con số. Còn tại Iran, nhà chức trách tuyên bố sẽ áp đặt hạn chế đi lại dựa trên biển số xe đối với thủ phủ của 25 tỉnh nằm trong danh sách đỏ, có hiệu lực từ trưa nay 2 tháng 11 và kéo dài đến ngày 6 tháng 11. Thủ đô Tehran cũng nằm trong diện bị áp dụng biện pháp hạn chế. Những ngày qua, Iran ghi nhận số ca mắc mới và tử vong tăng nhiều. Nhiều chuyên gia và giới chức y tế đã kêu gọi tiến hành phong tỏa hoàn toàn thủ đô. Tổng thống Donald Trump và đối thủ đảng Dân Chủ Joe Biden đều đang tập trung đẩy mạnh tranh cử trong hai ngày vận động cuối cùng. Ngày 1 tháng 11, ông Trump tổ chức gặp gỡ cử tri tại 5 bang chiến địa, trong khi ông Biden dành cả ngày ở Philadelphia, một bang chiến trường có ý nghĩa quyết định cục diện cuộc bầu cử năm nay. Tổng thống Trump đã gặp gỡ cử tri ủng hộ tại Iowa, Michigan, North Carolina, Georgia và Florida, 5 tiểu bang, hai ứng viên đang bám đuổi nhau quyết liệt. Phát biểu tại Michigan, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh những thành quả kinh tế mà ông đã làm được trong 4 năm qua, đưa kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ nhanh chưa từng có.
Về vấn đề COVID-19, ông Trump cho rằng các cử tri nên chọn lựa giữa đóng cửa kinh tế mang tính chết chóc của ông Biden hay một loại vaccine an toàn giúp chấm dứt đại dịch. Trong khi đó, tại Pennsylvania, đối thủ của ông Trump cam kết sẽ giải quyết nạn phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống tại Mỹ. Phát biểu trước các cử tri da màu, ông Biden cho rằng tỷ lệ người da màu tử vong vì COVID-19 cao cho thấy cách xử lý dịch bệnh tệ hại của Tổng thống. Các cuộc thăm dò gần nhất cho thấy ông Biden vẫn đang dẫn trước ông Trump, song lợi thế này đã bị thu hẹp đáng kể. Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang trở nên rất khó đoán trong bối cảnh hơn 92 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm, mức cao nhất trong vòng 100 năm qua. Với suy nghĩ của người mới ta, tại thủ đô Berlin, chính quyền địa phương vừa mở một cửa hàng bán đồ đã qua sử dụng. Dự án Beeren House cũng là một phần của chính sách không rác thải của chính phủ Đức. Khu vực bán đồ sử dụng lại Beeren House chiếm khoảng 600 m2 của cửa hàng này. Quần áo, giày dép và hàng hóa cũ được thu gom tại các điểm thu mua trên toàn thành phố để đưa đến nơi tái sử dụng thay vì tái chế. Bạn không cần phải vứt bỏ những thứ vẫn còn hữu ích, ít nhất là với người khác. Đó là lý do chúng tôi tạo nên khu vực bán đồ đã qua sử dụng này, và còn nơi nào tốt hơn là giữa một cửa hàng bách hóa. Dự án hoạt động thử nghiệm trong vòng 6 tháng và có thể sẽ được nhân rộng. Chính sách mới của chính phủ Đức liên quan đến vấn đề rác thải đến năm 2030 là thay vì tập trung vào tái chế hay tập trung vào việc giảm thiểu chất thải nói chung. Bất chấp cái lạnh của những ngày cuối thu, một nhóm ca sĩ opera tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển đã thực hiện một buổi trình diễn ngoài trời. Họ muốn mang lại bầu không khí tươi vui hơn trong những ngày u ám vì dịch bệnh diễn biến xấu khắp châu Âu. Trong cái lạnh 10 độ C, khán giả dẫn đến đây cổ vũ nhiệt tình cho các nghệ sĩ. Một bản phối nhạc Mozart cùng đàn accordion đã ra đời. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời vì tôi chưa từng nghĩ rằng một bản Requiem của Mozart là có thể phối được cùng với đàn accordion. Requiem là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Mozart được ông sáng tác trước khi qua đời. Đây vốn là một bản nhạc thánh lễ tưởng nhớ người đã khuất, phối nhạc chủ yếu cho đại phong cầm, càng trumpet, sáo và kèn gỗ. Thành cổ Machu Picchu của người Inca, viên ngọc quý giúp Peru xuất hiện trên bản đồ du lịch thế giới đã được mở cửa trở lại sau gần 8 tháng ngừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Việc đóng cửa khu di tích này đã ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người sống phụ thuộc vào dịch vụ. Sự kiện được đánh dấu bằng màn trình diễn ấn tượng của các vũ công hòa cùng với âm nhạc và ánh sáng. Hôm nay Machu Picchu chính thức được mở cửa trở lại với một cách thức mới, phù hợp hơn với mùa dịch. Chúng ta phải hết sức có trách nhiệm và thận trọng. Theo nhà chức trách, thành cổ Machu Picchu sẽ chỉ đón 675 du khách mỗi ngày và các tham quan phải tuân thủ các quy trình để đảm bảo an toàn và giữ khoảng cách xã hội. Machu Picchu được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1983 và được cộng đồng quốc tế bình chọn là một trong 7 kỳ quan thế giới năm 2007. Tiếp theo, người dân phát hiện nhiều súng đạn trong lúc cải tạo đất. Khởi tố 3 đối tượng cho vay nặng lãi số tiền trên 3 tỷ đồng. Thưa quý vị, sáng nay tại khu vực ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, trong lúc cải tạo đất, người dân đã phát hiện rất nhiều súng đạn. Anh Nguyễn Văn Dầu đang điều khiển xe máy xúc để đào cải tạo đất thì bút phải những quả kim loại như đạn M79, liền trình báo chính quyền địa phương. Thành đội Long Xuyên đã cử lực lượng công binh xuống hiện trường, phối hợp với công an thành phố Long Xuyên kiểm tra, phát hiện có một khẩu súng ngắn Colt 45, 3 hộp tiếp đạn và 12 viên đạn Colt, 7 hộp tiếp đạn và 216 viên đạn carbine, 26 quả đạn M79, trong đó có 10 quả còn nguyên dạng. Tất cả số súng đạn trên đã được lực lượng công binh đưa về nơi an toàn, chờ tiêu hủy. Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào hôm nay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can để điều tra hành vi cho vay nặng lãi. 3 bị can gồm Nguyễn Thị Thanh Lan, 48 tuổi, Vũ Đỗ Thanh Sang, 26 tuổi, cùng trú tỉnh Đồng Nai, và Nguyễn Thanh Tâm, 41 tuổi, trú tỉnh Bình Dương. Theo điều tra ban đầu,
Các trinh sát đội cảnh sát kinh tế môi trường công an thành phố Biên Hòa đã phát hiện bị can Lan đang thu tiền trả góp của ba người phụ nữ tại nhà ở phường Tân Biên thành phố Biên Hòa. Cùng tham gia cho vay nặng lãi, thu tiền và đòi nợ thuê cho Lan còn có Sang và Tâm. Khám xét nhà Lan, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay với lãi suất 180% một năm. Chỉ trong 3 tháng trở lại đây, các đối tượng đã cho khoảng 50 người vay với số tiền trên 3 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng. Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk sáng nay cho biết đang hoàn tất hồ sơ truy tố Nguyễn Chí Thương, 32 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ. Trước đó, khi chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh, 25 tuổi, trú cùng xã, đến nghĩa trang Bình Hòa viếng mộ, thì bị đối tượng này dùng dao gạch khống chế để cướp tài sản. Nạn nhân không có tiền nên yêu cầu Thương đưa về nhà để lấy. Sau đó, chị Trinh chở thẳng đối tượng vào nhà một người thân rồi hô hoán. Thương nhanh chóng tẩu thoát. Hôm sau, công an xã Bình Thuận đã bắt được Thương. Vì ghen tuông nên ra tay với vợ cũ, đối tượng Phan Văn Lành sinh năm 1987, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã bị công an tạm giữ hình sự. Theo điều tra ban đầu, tối ngày 30 tháng 10, Lành đến nhà của vợ cũ. Tại đây, hai người đã xảy ra mâu thuẫn do Lành tỏ thái độ ghen tuông. Trong lúc cãi nhau, Lành bất ngờ lấy dao đâm chị gây thương tích. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó ở bệnh viện. Lành đã đến công an xã Đồng Khởi đầu thú. Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vào sáng nay. Hậu quả làm một người tử vong. Khoảng 6 giờ, xe khách dừng nằm chưa rõ tài xế điều khiển, lưu thông theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Đến khu vực xã Nhị Bình, một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều phía trước, bất ngờ rẽ trái rồi quay vòng tròn trên đường. Tài xế xe khách không kịp xử lý đã tông mạnh xe máy khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Các lực lượng chức năng đang làm rõ vụ tai nạn. Khuya hôm qua xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy chạy ngược chiều nhau trên đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tai nạn khiến hai người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong lúc hiện trường vụ tai nạn này chưa được giải quyết thì một chiếc ô tô 4 chỗ bất ngờ lao tới, hút một xe máy văng xa. Tới hơn 23 giờ, công an quận Bình Tân mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang đổ mưa rất lớn. Thưa quý vị, sau khi đổ bộ vào Philippines, siêu bão Goni đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 3 người mất tích, gây sạt lở bùn nghiêm trọng, vùi lấp 150 ngôi nhà. Đây là cơn bão nhiệt đới thứ 12 đổ bộ vào Philippines trong năm nay và là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm. Hiện cơn bão đã rời khỏi Philippines và suy yếu khi tiến vào Biển Đông. Bão Goni đổ bộ vào khu vực phía nam đảo Luzon của Philippines với sức gió 225 km/h, di chuyển theo hướng vào tỉnh đảo phía tây Cataan Dunes. Sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão để lại những hậu quả khủng khiếp tại những nơi nó đi qua, nhất là tại những tỉnh vẫn chưa khắc phục xong hậu quả của cơn bão Molave cách đây một tuần. Ít nhất 390.000 người ở Philippines đã phải sơ tán, nhiều khu vực bị mất điện, giao thông liên lạc bị gián đoạn, sân bay chính của Philippines ở thủ đô Manila phải đóng cửa và sạt lở xảy ra ở nhiều vùng. Hàng ngàn binh sĩ và cảnh sát Philippines đang tiếp tục nỗ lực sơ tán người dân và các công tác ứng cứu khẩn cấp khác. Dự báo đến 7 giờ sáng mai 3 tháng 11, vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 300 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Và đến đây chương trình 60 giờ hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.